Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hiện tại thì mình đang trú mưa trong cái ngôi nhà ếch của mình. Nhưng mà bây giờ thì chắc không trú mưa nữa rồi. Mình sẽ có một việc khá là cần thiết đây. Đó chính là mình sẽ tìm những cái dân làng thay ma xuất hiện ở cái vùng đầm lầy. Vì mình đang muốn kiểu như có được những cái dân làng của cái vùng đất đầm lầy nè. Chỉ có cái đó là dễ nhất thôi. Thế nên là bây giờ chịu khó đi dầm mưa đi tìm zombie dân làng thôi chứ biết sao giờ. Rồi nó mặc nguyên bộ giáp xích luôn kìa. Đã vậy. Gửi ra đi. Rồi không gửi ra bộ phận nữa hết. Ui hết full giáp xích thì bây giờ tới full giáp vàng. Sao bữa nay bọn quái vật trang bị vũ trang ghê vậy. Slam. Ô cái gì đấy? Trời. Này thì bắn lén. Ấy. Ngoài slam ra thì ở đây còn có zombie dân làng mà mình cần tìm này. Ê chưa. Để mình farm slam trước rồi đó. Rồi. Mình sẽ lấy đồ nghề của mình. Mình đã chuẩn bị cho công việc này mà, nên mình có đem theo đồ nghề đầy đủ lắm. Đầu tiên là một cái xuồng. Đó, vô phơm liền. Ê, định làm gì? Cầm cục xương đi đâu? Đừng tưởng cầm xương là tôi sợ nha. Mình sẽ dùng một lọ thuốc yếu đuối. Còn thừa nè, lần trước mình đi chữa bệnh cho dân làng còn thừa nhiều thuốc lắm. Nên là mấy cái này bây giờ mình xài thoải mái thôi. Dục vô cái bát dân làng này. Sau đó mình sẽ cho bác dân làng ăn táo. Rồi. Mau khỏi bệnh nha. Mình đứng đây mình bảo kê luôn. Ui nữa cơ. Lại là một thanh niên mặc full giáp lưới. Chà. Tăng vậy. Ui thanh niên này hơi bị giang hồ luôn. Định xử con xương hay sao vậy. Ui chính xác rồi. Hủy mặc giáp full giáp lưới cái là đi ăn hiếp mấy con quái vật khác liền. Thanh niên này cọp thiệt. À, rơi ra cái ủng xích. Được nè. Bỏ túi luôn. Có thêm cái ủng rồi. Quá đã. Ủa. Ê. Định làm gì? Định xăm sở bệnh nhân của tôi hay gì? Con zombie lầy lội. Nó định xăm sở bệnh nhân của mình hay sao á? Leo lên xuồng của bác dân làng luôn mà. Ê. Ăn trộm. Hết gặp thanh niên xăm sở. Rồi tới gặp ăn trộm đất. Này thì ăn trộm đất nè. Mà tiếc quá. Đêm qua mình chỉ gặp có một cái bác dân làng zombie thôi. Phải gặp hai bác dân làng là đỡ rồi. Ủa nhưng mà giờ mình mới để ý cái trang phục của cái bác này. Có màu tím. Nhiều khả năng một xíu khi khỏi bệnh thì cái bác này vẫn mặc cái trang phục màu tím của cái vùng đầm lầy đấy. Thì ra là vùng đầm lầy thì sẽ mặc trang phục màu tím à. Ủa? Nè. Bác ấy khỏi bệnh rồi. Quá đã luôn. Và dân làng ở cái vùng đầm lầy này có cái mũ dễ thương vậy. Trời, phía sau còn có cái cây nấm nữa nè. Cái này là cây nấm hay sao nè. Trang phục là màu tím nha. Đầu là đội lá súng. Ủa cái này phải lá súng không ta? Mình nhìn giống lá súng lắm. Hay là lá chuối vậy? Ồ, một là lá súng hay là lá chuối nè. Wow. Skin này đẹp ấy, được ấy. Màu tím tím cũng khá là giống trang phục của mình nè. Trời ơi. Chắc đây là anh em thất lạc của mình nè. Chắc đây là người anh em thất lạc của mình hay sao á. Ok, mình sẽ dẫn người anh em thất lạc này về ngôi nhà ếch của mình ở ha. Sẵn đó, trông ếch giùm mình luôn. Mình cũng chưa có người trông ếch giùm ấy. Lên nhà đi. Đừng có nhìn tôi nữa, đúng rồi, đi lên nhà đây nè. Nè, mình bảo đảm là đi cửa bên trái nè. Đó, mình hiểu tâm lý của cái thanh niên này mà. Ok, gì đây? Mở cửa đi. Trời ơi, nghiện còn ngại. Rồi đi lên trên lầu đi, lên trên lầu. Nhà này có lầu. Có cầu thang mà, lên cầu thang đi. Ai trao đổi đâu mà lắc đầu. Lên cầu thang đi. À, bị vướng à. Ok. Hiểu tâm lý. À, bị vướng, trời ơi. Không quen, cái dân làng này không quen cho lắm. Rồi, lên lầu đi. Trời ơi, có miếng len thôi mà cũng không có chịu lên. Mắt mình ẩm lên mới chịu.
Hình như tôi chiều cái bác dân làng quá rồi bác hư đúng không? Ơ kìa, sao bây giờ lại thành ngư dân rồi? Không hiểu luôn. Không hiểu, không có hiểu. Nhà gỗ đẹp ở dưới không ở, đi lên trên gác chả có cái gì hết. Ngồi xong úp mặt xuống đất. Cái này là chắc trầm cảm sau khi khỏi bệnh rồi. Lại thông cảm cho người anh em đó đi. Rồi bây giờ thì mình sẽ trở lại với công việc là tìm ếch của mình. Ếch của mình đi đâu rồi ta? Tự nhiên thất lạc hai nhóc ếch luôn. Đây rồi. Wow, thì ra ra đây đi chơi với bạn à. Nè nè, có bóng chắc nhờn nè. Món khoái khẩu của mấy nhóc nè. Đó đó đó, khoái 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 khoái, chạy nước miếng liền. Khoái khoái, đây đây đây, lại đây. Lại đây anh cho ăn. Đúng rồi. Lẹ lên, nhảy lên, nhảy đi. Ôi, ếch trên bờ đi chậm quá. Rồi mình sẽ cho hai nhóc này ăn nha. Nhóc này với nhóc này. Rồi, để coi, để coi, để coi. Kết nối yêu thương thành công. Ơ, xong rồi. Ồ, hình như đây là ếch cái hay sao nè, chuẩn bị đi đẻ nè. Đúng không vậy? Hình như đây là ếch mang trọng trách đi đẻ hay sao nè. Đúng không? Ếch nào vậy? À đây đây, hình như ếch này, ếch này. Rồi rồi rồi, ú, đây rồi. Đây là những cái trứng nồng nọc nè. Ủa phải không vậy ta? Ừ, hình như đây là trứng nồng nọc á. Wow, được á ta. Rồi đẻ xong cái ếch đi luôn rồi, không có bảo vệ gì hết. Thôi mình sẽ có trọng trách bảo vệ mấy cái trứng nồng nọc đi, tại vì đây là những cái trứng nồng nọc đầu tiên mà mình tạo ra mà. Cách tốt nhất thì chắc mình sẽ rào lại cái đó. Mình sẽ rào lại xung quanh giống như vậy, cao cao xíu đi cho an toàn. Rồi một xíu nữa mà nồng nọc nở ra là sẽ rất là an toàn luôn, không sợ bị con nào ăn hết. Với cả là mình cũng có thể kiểm soát được, kẻo nồng nọc đi đâu mất rồi mình không có lứa lứa ít sau á thì cũng hơi hơi tiếc. Rồi cái này đập ra, ok ổn áp rồi đó. Tiếp theo thì chắc mình sẽ thử dắt chắc ếch đi dạo đi, tại vì ếch có rất là nhiều công dụng ấy, và cũng có một công dụng khá là hay ho mà bây giờ mình sẽ đi trải nghiệm thử. Giờ thì dắt ếch đi tới cánh cổng địa ngục của mình trước cái đã, sau đó thì mình sẽ đưa ếch qua bên địa ngục luôn. Rồi chịu khó nha, chuyến đi này hơi hơi gian nan đó. Một là sẽ thành công, hai là sẽ có ếch nướng ăn. Rồi đi theo ếch nào, kẻo qua đó ếch bị ăn hiếp á. Rồi sau khi đưa ếch qua bên địa ngục thì mình sẽ dẫn ếch thêm một lần nữa để đi tìm những cái con mắt ma. Chỗ mình thì không có mắt ma. Mấy con mắt ma đó thường ở gần mấy cái chỗ mấy chỗ đá này nè, cục đá ba gian đó đấy. Hình như hướng bên này có thì phải. Kia rồi, kia rồi, kia rồi. Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi, ếch ơi. Đây, đây, đây. Nhưng mà hình như bây giờ con mắt ma này bự quá, ếch ăn không được đâu. Nên là mình sẽ tạm thời để ếch ở đây. Sau đó mình sẽ thịt con slime này. Ủa gì con mắt ma này. Cho nó nhỏ nhỏ lại, ếch mới ăn được. Rồi. Đây, 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 đây là kích cỡ mà ếch sẽ rất là thích đây. Đồ ăn tới ếch ơi. Đi, 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 theo anh, theo anh, theo anh. Rồi. Ô, 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 con xương này hơi ẩu rồi đó bạn. Hơi ẩu rồi đó bạn. Rồi. Thật tới, thật hết. Đó. Ui xương. Hay lắm em ơi. Tiếp tục đi. Ui. Wow, ếch tấn công hơi bị chuẩn luôn. Đó. Cứ một đớp là một con mắt ma đi liền. Và sau khi ếch ăn thì sẽ để lại những cái đèn, có tên là đèn tím. Vì đây là ếch màu trắng nên sẽ cho mình cái khói đèn tím ngọc trai. Nó tương ứng với màu của ếch ấy. Hiện tại thì mình chỉ có ếch màu màu trắng trắng này thôi, nên là chỉ có thể tạo ra những cái đèn đèn này. Nếu sắp tới mình gặp được những con ếch màu màu xanh nè, hoặc là màu cam thì mình sẽ
dụng cách này nữa để chúng ta tạo ra những cái đèn tím nó có màu sắc đa dạng hơn. Rồi, giờ thì lại đây cho Ad ăn thêm một lần nữa. Nè nè nè, đồ ăn này cứng, đồ ăn này cứng. Bỏ ổn á, bỏ ổn á, mấy con này mờ lem lắm á. Mờ lem giống như Ad vậy. Này 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 này. Rồi, làm việc đi. Ui giời, ui giời, nhanh chứ kìa. Đúng là có đồ ăn một cái là Ad hơi bị nhanh nhẹn luôn. Ui giời. Ui giời, ê ê ê. Vô đi, vô đi, vô. Trời ơi, ngoài kia nóng lắm em ơi. Đúng kiểu miếng ăn là miếng tội tàn thiệt chứ. Rồi, hay lắm, hay lắm. Mình đã có được 9 cái đèn đèn ếch tím ngọc trai rồi. Khúc kia thì vẫn hơi có. Mình vẫn dẫn một hồi cái ếch lọt xuống mấy cái chỗ nhung nham là lại có thịt ếch nướng nữa thì mình không muốn đâu. Giờ về được rồi. Đấy, cái chuyến đi này đơn giản là mình chỉ cho ếch đi ăn mấy con mắt ma để chúng ta có thêm đèn và mang về trang trí thôi. Mình thì có đèn, còn ếch thì sẽ được no bụng. Cả hai đều có lợi nha, quan hệ đối tác trả phí nha. Ok. Rồi sau khi trở về thì mình sẽ để ếch về tự nhiên thôi. Rồi, ếch được tự do đó, đi đi. Mình thấy nhốt ếch ở cái chỗ nhà ếch của mình thì cũng hơi khó ấy. Tại vì ếch cần có thể cần nhảy các thứ mà. Bây giờ thì mình chưa cần tới mức mà phải farm ếch đâu, nên lâu lâu thì dẫn ếch đi chế tạo những cái đèn ếch tím ngọc trai này cũng ok nè. Cái này thì mình đặt xuống thử coi nó có đẹp không. Đẹp 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 đẹp, cái này đẹp á. Cái này mình có nên đặt ở cái phần mắt của ếch. Chính xác. Mình thử mình đặt ở trong phần mắt của ếch coi. Ngôi nhà ếch của mình có cắm đuốc bên trong nhưng mà mình sẽ thử đặt những cái đèn này vô vị trí này. Coi coi nhìn nó có đẹp hơn không. Biết đâu lại đẹp hơn thì sao. Gắn mấy cái đèn này vô nhìn đẹp hơn nè. Rồi. Úi giời ơi. Hợp lý luôn. Hơi bị đã nha. Còn mấy cái còn lại thì chắc trang trí theo kiểu khác nhờ. A few moments later. Và mấy cái đèn ếch này thì mình sẽ thử trang trí theo kiểu làm những cái bông bóng bay ấy. Ở phía trước chỗ ngôi nhà ếch của mình xem coi có ổn hay không. Đẹp nha. Cái họa tiết với cả là nó còn có thể phát sáng nữa. Trời ơi, làm bong bóng bay là hơi bị đã luôn. Phải chi mà mình có thể nhuộm được mấy cái đèn này thì hay nhờ. Nhưng mà tiếc quá mình chỉ có đúng một màu thôi. Nên là tạm thời mình sẽ trang trí kiểu như vậy. Hy vọng là sắp tới mình sẽ có thêm những cái đèn lồng màu khác nữa. Rồi chúng ta sẽ làm thật là nhiều những cái kiểu như là bong bóng bay xung quanh cái ngôi nhà này. Để nhìn cho nó đẹp hơn. Đó là một cách trang trí rất là hay luôn. Ở phiên bản mới 1.19 này. Rồi còn cái chỗ nồng nọc thì sao rồi. Ê, chỗ nồng nọc kia đã nở ra hết và có được 3 nhóc nồng nọc con nè. Nồng nọc thì mình còn có thể bắt được bằng cái xô cơ. Được rồi nè. Trời, mấy con này láo thiệt. Dám đột nhập vô đây à. Lụm cái đồ ổn liền. Quýnh nó gớt dép luôn mà. Quá dữ. Ui cái xô nồng nọc nè. Thôi chắc tạm thời mình thả nồng nọc vô lại đi. Rồi. Và mình còn có thể. Ê, thôi xong rồi. Chết tiệt con Ripper. Ừ may quá, nồng nọc không sao hết. Chù choà mà ơi. Ê, đi xuống dưới. Nguy hiểm thiệt chứ. Nồng nọc thì mình có thể cho mau lớn hơn bằng cách cho ăn những cái bóng chất nhờn nè. Đây, mình sẽ cho ăn bóng chất nhờn để cho mau lớn. Rồi, ăn đi. Học lấy á nha. Mình có nên bắt một nhóc lại để dành không ta? Ồ, làm kỷ niệm lần đầu lần đầu nuôi nồng nọc. Được á, chắc mình sẽ bắt một nhóc để làm kỷ niệm mới được. Còn hai nhóc kia mình sẽ cho lớn rồi. Mới mốt mình sẽ tiếp tục kiểu nhân giống lên cho nó nhiều hơn. Hợp lý luôn. Ok, kế hoạch là như vậy. Trước khi tiếp tục cái công việc tiếp theo trong ngày hôm nay thì để mình lên trên nhà để mình sửa lại cái nón cái đã. Hiện tại cái nón của mình nó hư rất là nhiều rồi. Mà mình thì không muốn mất đi cái nón này tí nào. Nên là hơi tốn kim cương một xíu thôi. Mình sẽ sửa lại độ bền cho nó. Đây, cái đe... Ủa cái đe mình để đâu ta?
Trong này đúng không? À đây 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 đây. Rồi mình sẽ sửa lại. 1, 2, 3. Tốn 3 viên thôi. Bây giờ mình còn kinh nghiệm, chắc mình sẽ đầu tư luôn á. Mình ghép sửa chữa vào nó. 1, 2, 3, 4. Mình ghép hết sửa chữa vô cái set đồ của mình luôn đi. Để ít hôm nữa mình sửa lại nó cũng tiết kiệm hơn. Rồi. Chỉ tốn kinh nghiệm thôi, chứ không có tốn thêm kim cương một lần nào nữa. Đây, thêm một cái quần sửa chữa. Và cuối cùng là cái ổn. Xong. Giờ thì giáp mình đã full sửa chữa hết rồi. Sắp tới là dễ sửa hơn rồi đó. Còn công việc tiếp theo của mình trong ngày hôm nay thì nó không có ở khu vực này. Nó khá là xa nhà mình luôn. Đâu, hình như hướng này, đúng rồi. Hướng này nè. Mình đã set up sẵn rồi. Bây giờ chỉ cần qua đó là chúng ta bắt đầu công việc được rồi. Rồi rồi, mình đã tới khu vực cần làm việc rồi. Ở đây có một cái bác dân làng đợi mình chắc cũng mấy ngày rồi đó. Nhưng mà bữa nay mình rất là cần cái bác dân làng này. Vì mình muốn làm một cái khu vực để mình có thể vượt qua được những cái cuộc xâm lược nó nhanh chóng và đơn giản hơn. Mình không cần phải chiến đấu nhiều, mình chỉ cần đứng một chỗ là vẫn có thể vượt qua cuộc xâm lược. Bằng cách đưa cái bác dân làng này lên. Kiểu như làm mồi nhử để mình thực hiện cái máy farm này. Đầu tiên thì mình sẽ làm cái chỗ cho cái bác dân làng này trước đi. Một cái giường, cũng như là cái khối mà cái bác này có thể học nghề. Mình sẽ đặt sẵn trong đây. Rồi một tí hy vọng là bác này sẽ lên đây và ngủ. Còn bây giờ thì mình sẽ canh từ phía dưới cái chỗ của cái bác dân làng này. Mình đào xuống 4 ô. 4 ô. Sau đó đào về mỗi hướng thêm 4 ô nữa. Thì mình sẽ có được một cái hình vuông có kích thước là 10x10. Sau khi có được cái hình vuông 10x10 thì mình sẽ đào sâu xuống dưới tầm 6 ô nữa đi. Đủ để cho những cái tên cướp dân làng rớt xuống dưới. Rồi những cái tên con quái thú cũng rớt lọt xuống dưới luôn. Chứ thấp thấp quá là nhiều khi lại không ổn đấy. Sau khi đã có được một khu vực rộng 10x10 và sâu 6 ô thì bây giờ mình sẽ đặt những cái cửa sập ở xung quanh cái chỗ này. Đây là cái mấu chốt để dụ những cái tên cướp dân làng sơ sức và lọt xuống chỗ farm của mình. Tại vì bọn chúng tưởng cái này là block full á. Đi vô là xác định liền, dính bẫy liền. Chỗ này thì mình sẽ cần có những cái cổng bằng gỗ ở địa ngục. Đây là cái cổng gỗ kỳ dị ấy, cái gỗ màu xanh xanh bên địa ngục ấy. Cái này thì nó sẽ không bị cháy bởi nhung nham nên rất là tiện luôn. Đó nên mình mới dùng cái loại gỗ này. Rồi sau đó xây lên thêm một tí nữa. Tầm như vậy. Là kiểu gì bọn chúng cũng sẽ bị nhung nham đốt một lúc á. Rồi. Sau đó thì dọn khu vực bên trong thôi. Một xíu mình sẽ đổ nhung nham vào sau. Nhớ mở ra nha. Kẹo. Bọn chúng mắc kẹt lại không rớt xuống dưới đấy. Giờ thì mình sẽ đổ nước luôn đi. Đổ nước được chưa ta? Ồ chắc không sao đâu. Giờ đổ nước chắc không sao đâu. Sẽ đổ ở 4 góc. Đấy, nước sẽ đẩy bọn cứu dân làng đi vô trung tâm. Và ngay chỗ trung tâm này thì mình sẽ đào sâu xuống dưới một tí. Để mình có thể dọn dẹp bọn chúng cũng như là hứng đồ từ bọn chúng rơi ra. Rồi, giờ thì khu vực này sơ bộ đã xong rồi đó. Mình có thể đứng ở đây và farm bọn cướp dân làng rất là đơn giản luôn. Giờ thì chuẩn bị cái đường để mình có thể đi lên đi xuống và lấy đồ nè. Mặt trời gần lặn xuống núi cũng là lúc mình xong cái chỗ này rồi. Giờ thì mình sẽ tiến tới cái bước cuối cùng là đổ nhung nham vào thôi. Mình sẽ đổ nhung nham vào một góc giống như vậy. Rồi đào cục đất đi. Đấy, xong rồi đó. Giờ thì đi kiếm một cái tên. Ôi, chưa xong. Còn một bước nữa. Chưa đưa dân làng lên trên mà. Xíu nữa thì quên. Rồi mình sẽ lấy cái giường của mình lại. Kẻo bác ấy lại ghiền. Thấy cái giường mình đẹp quá là ngủ cái giường của mình đó. Đó bác có cái giường ở trên kìa. Đỡ mời biết thân biết phận đấy. Đi lên đi bác ơi. Ơ đi ngủ đi. Trời ơi tối rồi đêm hôm mình đi đâu vậy. Quay. Trở lại. Đêm hôm đi đâu vậy? Rõ ràng là mình chuẩn bị giường êm, nệm ấm các thứ rồi mà không chịu ngủ. Bỏ chỗ này đi. Tôi có làm hại gì bác đâu, bác chỉ cần đứng yên ở trên đó. Là xong công việc rồi. Vậy mà cũng không chịu nữa. Đây mình sẽ đập cái này ra, chắc tại cái này vướng các bác ấy không biết á. Rồi đi vô ngủ đi. Có cái giường kế bên đó. Ê đừng để tôi dùng vũ lực nha. Hơi bị quạo bác này rồi đó. Bây giờ mình phải dùng tới cái biện pháp mạnh mới được. Là dùng chuông. Đi ngủ đi. Tức cái lòng ngực á.
đó phải dùng để người ta dùng biện pháp mạnh mới chịu đi ngủ. Đấy, rung chuông phát là kiểu quýu liền. Thôi ok, được. Vậy có phải ổn áp hơn không? Ê ê ê, ê định đào tẩu cái gì không cho. No 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 no. No. Rồi. Mình đã chính thức xong cái chỗ farm cuộc xâm lược này rồi đó. Giờ thì có thể dọn dẹp mấy cái tàn dư này lại rồi. Thiệt tình cái bác đó là mình mất gần cả nửa đêm rồi đó, chỉ để dẫn cái bác ấy đi ngủ thôi. Bác dân làng kỳ cục quá. Rồi trong lúc này thì mình sẽ đi kiếm một cái thanh niên cướp dân làng mà có cái lá cờ trên đầu, để mình test thử coi coi cái chỗ đó có hiệu quả hay không. Cuối cùng thì mình cũng gặp được cái tên. Ô, trời ơi, nó còn cái S của mình nữa. Thiệt tình luôn. Này thì dám cái S nè. Hắn cái S cái mạng của mình. Rồi, mình đã có được cái hiệu ứng điềm xấu rồi. Bây giờ thì bay qua cái chỗ mà mình vừa làm. Hy vọng là nó sẽ hoạt động tốt như mà mình dự kiến. Rồi rồi, mình tới đây nó sẽ kích hoạt nè. Đó. Đi núp thôi. Xuống đây núp một cái. Rồi, để xem, để xem. À mà mình có cái chuông này cũng hay lắm. Tức là khi mà mình rung chuông thì mình có thể phát hiện được những cái tên cướp dân làng đi tới đâu luôn. Bọn chúng đang bị nhung nham đốt. Cuộc xâm lược nó bắt đầu giật. Giật máu rồi kìa. Ơi giời ơi. Quá là xịn luôn ấy chứ. Còn một tên. Không biết là tên. Tên cuối cùng đi núp ở đâu á. Không biết núp ở đâu ta. Kìa kìa hắn kìa. À hắn đang chuẩn bị nhung nham đốt. Ok, mình đã vượt qua cuộc xâm lược đầu tiên rồi. Ồ nhưng mà sao đồ nó không rơi xuống đây ta. Ủa kỳ ta. Hình như có đối sai sai. Sao mình farm một hồi còn có một tên mà mình không thấy đâu hết. Nãy giờ farm mới có được hai cái vật tổ trường sinh à. Ồ kỳ thiệt luôn ấy. Không biết là tên cuối cùng trốn ở đâu rồi. Mình dạo gần đây mấy vòng rồi không thấy hắn. Cậy thì chứ đi cướp dân làng đi xâm lược gốc cuộc rồi đi trốn. Mình tìm đủ hết mấy cái hang gần đây rồi mà không thấy hắn đâu hết. Mình không thể phí thời gian giống như vậy được. Thôi một ngày farm được hai cái vật tổ trường sinh là cũng ok la đi. Nhưng mà nói chung thì sắp tới thì kiểu mình có hiệu ứng điểm xấu thì mình có thể qua đây và farm những cái vật tổ trường sinh ở cái khu vực đó. Rồi, xong công việc này rồi. Bây giờ mình sẽ về nhà để chuẩn bị cho công việc tiếp theo trong ngày hôm nay thôi. Mục đích chính mà mình làm ra cái chỗ farm cuộc xâm lược đó là để mình có thật là nhiều những cái vật tổ trường sinh. Vì đây là kiểu mấu chốt sinh tồn của mình khi mà mình thực hiện cái phi vụ cà khẹ những cái con hoa đành hung dữ. Bây giờ thì mình sẽ mang thiệt là nhiều. Cỡ 6 cái vật tổ trường sinh trên người. Hy vọng là đủ. Tiếp theo thì mình nghĩ là mình nên đi lấy tuyết. Chính xác là nên lấy tuyết. Vì mình phát hiện gần nhà mình có một cái ngọn núi tuyết, nên là mình sẽ khai thác tuyết từ chỗ đó. Vì khi mà mình dụ con hoa rành á, mình có thể dùng những cái cầu tuyết này ném ném rồi nó sẽ nghe cái tiếng cầu tuyết ấy, nó dí theo. Đó là kế hoạch của mình. Mình sẽ lấy sạch sành xanh tuyết chỗ này luôn. Tầm 3-4 stack là chắc đủ dụ con hoa rành ấy. Coi coi. Quá là nhiều luôn. Thêm một stack nữa đi. Rồi ok, mình nghĩ nhiêu đây tiết là khá ổn rồi. Bình thường á thì người ta sẽ chiến đấu với hoa đành các thứ, thì hôm nay mình cũng sẽ thử chiến đấu với hoa đành, nhưng mà theo phong cách là hỗ trợ thôi. Mình chiến đấu với hoa đành theo phong cách hỗ trợ. Mình sẽ dùng một anh người sắt để solo 1-1 với con hoa đành, còn mình là chỉ việc đi búp máu thôi. Mình chơi ở vị trí là support đấy. Bây giờ thì mình sẽ cần sắt ở chỗ máy farm sắt của mình cái đó. Mình sẽ lấy cỡ như đây là được mấy anh ta? 4 anh người sắt. 4 anh thì ít quá, 5 anh đi. Rồi, mình sẽ lấy sắt vừa đủ để mình có thể tạo ra được 5 anh người sắt. Hy vọng là 5 anh này sẽ có thể gánh tem giúp mình. Và tiếp theo không thể thiếu đó chính là những cái quả bí ngô để mình cắt cái mặt ra tạo thành cái đầu bí ngô nữa. 5 cái đầu bí ngô luôn. Rồi, thêm một cây kéo. Rồi, đồ nghề đã đầy đủ rồi. Giờ thì lên đường thôi. Nhiệm vụ đầu tiên solo với
đánh bại Warden bằng sức mạnh của Golem. Hy vọng là mình sẽ thực hiện được. Giờ thì đi tới cái chỗ hang ổ Warden nào, nó cũng gần nhà mình đấy. Oh, ở đây lại có thêm một cái lồng spawner của con nhện luôn. À, chắc mình phải xử cái lồng spawner này thôi. Và nó còn cho mình thêm một cái thẻ tên nữa. Được quá đấy, mình sẽ lấy luôn. Mình đã tới cái biome Deep Dark gần nhà. Lần này có vẻ mình đi từ một hướng khác ấy, nên nó khá là lạ. Và phía trên kia là cái khói triệu hồi Warren cơ. Giờ thì mình sẽ set up sẵn một chỗ để mình có thể triệu hồi người sắt trước đã. Ôi, nguy hiểm gì ta? Sao mình nghe tiếng gì ghê vậy? Đây đây đây, mình sẽ triệu hồi người sắt đâu chỗ này đi. Một anh người sắt. Lần đầu tiên thì chắc mình sẽ thử với một anh người sắt thôi. Ủa nhưng mà gần đây có Warden hay sao ta? Mình nghe tiếng giống con Warden đó. Ủa đó 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 đó, tôi thui bằng hình rồi. Tới công chuyện rồi. Tiếp tục là tạo ra âm thanh nè. Mình có thể chọi cầu tiết á. Đó, chọi cái nó rung lên liền. Chắc thêm một cục nữa là Warden sẽ xuất hiện á. Mình đã kiểu như tác động lên nó 3 lần rồi. Đó đó đó, âm thanh này là Warden xuất hiện chắc rồi. Đâu trước mặt mình nè. Tối quá mình không thấy đường luôn ý. Mình đang bị dính hiệu ứng bóng tối nè, 3 giây nữa thôi. Rồi kìa, Warden xuất hiện kìa. Mình sẽ dụ Warden xuống dưới. Ôi hình như Warden đang đánh hơi mình á. Ôi mình mặc khuôn giáp cho chắc. Ôi Warden hình như đang đánh hơi mình. Ở dưới kìa Warden ơi. Ô oh. Bên đây thưa ơi. Đó đó, kìa. Mình chỉ cần chọi cái Warden nghe cái là hướng mắt theo nhìn liền. Kìa, nó đang trước mặt mình kìa. Nhưng mà tốt nhất là mình đừng tấn công nó bây giờ, tại vì nó có kỹ năng sóng âm ấy. Tấn công khoảng cách xa rất là ghê luôn. Ủa sao nó cứ hướng mắt nhìn mình, thấy ớn quá à. Đó, mình sẽ chọi xuống dưới cho nó tưởng mình đang ở dưới. Tụi dưới nhà tôi không có đây đâu nha. Sẽ đạp cái khối scoop ở dưới chân đó để cho nó rớt xuống dưới thì mới được. Ủa, nó phát hiện ra mình chưa ta? Ôi, hình như chưa. Nó vẫn chưa biết mình trên đây hay sao á. Ouch, nó biết rồi. Oh gosh. Nó phát hiện mình ở đây rồi. Nó đâu ta? Mình đang bị dính hiệu ứng bóng tối nên là khó lòng mà thấy được nó. Nó đang đâu ở dưới ấy. Mình đang cố dụ nó lại cái chỗ người sắt mình chuẩn bị tạo ra nè. Ê! Oh gosh. Đúng rồi, đánh nó đi người sắt. Mình sẽ chơi chiến thuật chạy vòng vòng. Oh shit. Oh gosh. Không ổn rồi. Cố lên anh người sắt. Cố lên. Được hay không? Yes, thành công rồi. Oh, cái màn BK đó cực kỳ căng luôn. Ôi, nhưng mà gần đây còn Warden hay sao á? Còn Warden không vậy? Sao mình nghe tiếng nó? Nó đâu vậy ta? Oh gosh. Mình để mình dụ nó lại chỗ anh người sắt trước đó. Tại vì bây giờ chỉ có anh người sắt là bảo vệ được mình thôi. Không còn ai bảo vệ được mình đâu. Ok kìa, mình thấy rồi, mình thấy rồi. Ui, nó đang bơi trong dung nham. Chuẩn bị nha anh người sắt, cố lên nha anh người sắt. Tới công chuyện luôn anh ơi.
Đúng rồi. Anh đánh nó đi, tôi sẽ hồi máu cho anh. Đúng rồi. Tới công chuyện luôn anh ơi. Mình mạnh mà sao gì? Đúng rồi. Này thì đánh hả? Này thì đánh hả? Này thì đánh. Này thì đánh. Đánh đi. Bây giờ tưởng thế nào? Không sợ. Ui, hết sắc, hết sắc. Hào sắc quá. Cố lên. Trời, nó trâu thiệt đó chứ. Mùi sắc đánh cả buổi trời mà. Ui, thôi xong rồi. Người dám đánh anh người sát của ta. Ouch. Ta sẽ liều mạng với ngươi. Trời ơi, mình chỉ cần một giây không kịp búp máu thôi là người sát sẽ bị cái con Warren này nó tiêu diệt liền. Nó quá là mạnh luôn. Trời, tiếc quá mình không có bảo vệ được anh người sát kịp rồi. Và các bạn cũng thấy rồi đấy, nếu như mình kịp thời búp máu thì anh người sát có thể solo với con quả đành thổi con gà mái luôn ha. Rất là dữ. Rồi, và trước khi mình tiến hành kế hoạch là dụ quả đành về nhà thì mình sẽ qua đây để lấy kim cương mang về cái đó. Hơi bị căng á. Mình cần phải giải tỏa áp lực bằng cách đào kim cương mới được. Rồi. Có 2 viên rồi ha. Ừ, quên nữa. Mình phải chuẩn bị một cái thẻ tên. Tại vì muốn dẫn con Warden về thì mình phải có một cái thẻ tên mới được. Tù nhân Warden. Đây. Tại vì mình bắt về làm tù nhân mà. Thế nên mình phải đổi đúng tên như vậy luôn. Ui trời, mới đổi con cái mà. Hư cái đe rồi kìa. Ồ, cái đe dởm ấy. Rồi, ok. Tiếp theo thì mình sẽ qua bên đó lại. Để mình gán kiểu như là triệu hồi ra thêm một con Warden nữa. Mà trước khi dẫn Qua đành về thì mình phải làm một cái đường để cho qua đành có thể dí theo mình. Kiểu mình dụ mà. Mình dụ qua đành nên mình phải làm một cái đường để cho qua đành có thể chạy theo mình trong lúc mình dụ. Cái cách mà dẫn theo kiểu cầu hang kia thì mình thấy nó không có hiệu quả cho lắm. Thế nên là bây giờ mình đổi sang là dùng cái thang máy luôn. Thang máy bằng nước. Mình sẽ đổ nước lên đây. Sau khi nước chảy xuống tới đây thì mình sẽ đặt các linh hồn xuống và trồng mấy cái tạo bẹ lên, đến khi nào mà nó lên tới trên đỉnh thì thôi. Tất cả các công đoạn chuẩn bị đều đã ok hết rồi. Bây giờ là tới kiểu như là phần nguy hiểm nhất, đó chính là vụ qua đền. Ok, hướng đi là bên đó. Giờ thì gán đó đó, vụ qua đền xuất hiện trước cái đó. Rồi, qua đền đã xuất hiện ở trên kia rồi kìa, mình thấy mờ mờ rồi. Tiếp theo là dẫn lối cho qua đền chạy theo mình thôi. Đang đánh hơi mình, nó đang đánh hơi mình. Đúng rồi, chạy xuống đây đi nhóc cưng. Đấy, chạy theo tiếng gọi của bóng tuyết đi. Đó, 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 nó nghe. Ý. Bị dụ, có đứa bị dụ. Nhưng mà mình chọi từ từ thôi nha, tại vì mình chạy cũng không có nhanh lắm. Nói chung là mình toàn đi bộ không chứ không chạy nữa. Đó, nó nghe đó. Đúng rồi, mình cứ dụ từ từ thôi. Chậm rãi. Đấy, vô phơm. Ui, nó ngoài này. Mặc quân giáp luôn. Ôi, nó đâu rồi? À, hình như nó lên trên rồi. Ôi, nó mất tiêu rồi nè. Ôi, nó lên trên rồi, mà mình chưa kịp đặt tên cho nó. Oh gosh, mình cũng phải lên trên để mình đặt tên cho nó mới được. Kìa, nó kìa. Ok, mình đặt tên cho nó xong rồi. Không sao. Rồi. Mình vẫn còn sống. Ui, nhưng mà ở đó hơi gung thiệt á. Đường thì mình dọn sẵn rồi. Ui, nó định chưởng mình như vậy. Không chơi tung chưởng nha. Ouch. Ui, nó tung chưởng thiệt. Khó chịu thiệt chứ. Nhưng mà không sao, giờ thì khỏe rồi. Nó đã có tên nên không sợ nó biến mất nữa. Mình cứ thông thả mà dẫn nó về thôi. Đừng có vội nha. Vụ qua đành mà vội là hư bột hư đường hết đó. Không phải về là được nuôi đâu. Mình sẽ bắt nhốt con qua đành này. Cái tội nó, đồng minh của nó đã đánh bại golem của mình. Gì đây? Rồi, thành công. Yes, mình đã thành công rồi. Ôi, trời, nhưng mà đừng chủ quan.
nó có đòn, có đòn sóng âm nữa. Quên mất. Như vậy thì kế hoạch bắt nhốt tù nhân qua đành đã thành công rồi. Người phải trả giá vì những hành động của người thôi. Qua đành, mình sẽ xử lý con qua đành này bằng cách nào vậy ta? Giờ là mình một với nó là không lại rồi đó. Không biết xử nó theo cách nào nữa. Các bạn có cách nào kiểu như hành hạ con qua đành này ok không? Gợi ý cho mình đi. Mình sẽ hành hạ nó một chập mới được, cho nó sống dở chết dở luôn. Ồ, mình còn đúng duy nhất có hai cái vật tổ trường sinh thôi. Hồi nãy cái pha ở dưới hang là mình cũng hơi run á, nhưng mà không sao, may quá có vật tổ trường sinh thế mạng rồi. Tạm thời thì mình đã nhốt thành công nó rồi, nó không thể chạy đi đâu được hết. Nhưng mà nó còn rất là hung dữ nha. Nó nghe ếch là nhiều khi nó tấn công đòn sóng âm vô ếch luôn á. Nên thôi, tốt nhất là mình nên về nhà mình đi. Kệ nó, cho nó đó đi. Ok. Rồi, và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có thể đánh bại được qua đàn bằng cận chiến. Nhưng mà nhờ rất là lớn công của người sát cấu rỉa máu thôi, chứ mình là 1-1 không có tuổi với con qua đàn luôn á. Và khi mình tiêu diệt nó thì nó sẽ cho mình khối xúc tác Scoot này nè. Khối này thì chắc mai mốt mình sẽ dùng nó để trang trí cũng ok. Nhưng mà nó khá là nguy hiểm. Mình thấy vậy. Rồi, và hy vọng trong thời gian sắp tới mình sẽ tìm ra biện pháp để hành hạ cái con qua đàn. Cái tội dám kiểu như là lấy đi tính mạng của anh Golem đã bảo vệ mình. Rồi, và cũng các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình 1.19 của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.